Trước khi gây chuyện á, thì phải biết đối thủ mình là ai Cái tầm 3 tỷ đô á, thì nó phải như thế này Ở đây mình có một cái ô gạch nè Ô gạch này cho là 10 tỷ đi Xếp chồng lên 200 cọc 50 triệu Đổi ra tờ 500 ngàn á Đấy, thì xếp chồng 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 lên Đấy, một ô gạch là 10 tỷ Ở đây coi có bao nhiêu ô các bạn Ở đây cho 1 ngàn ô đi ở đây là ngàn ô cái tầm 3 tỷ đô nó sẽ là 69.000 tỷ 69.000 tỷ nghĩa là 6.900 ô gạch 1.000 tỷ thì cái sân này nè Đấy. sân này chưa tới ngàn ô đâu các bạn các bạn nhìn vậy thôi chứ chưa tới ngàn ô gạch đâu điều đó có nghĩa là sao để lắp đầy 6.900 tỷ thì cần 7 cái sân như thế này mỗi ô 10 tỷ cao lên đó và các bạn nên nhớ cái tầm nó có 100 trăm tỷ nó đã hô mưa gọi gió rồi cái tầm nó có ngàn tỷ trời ơi mây phong cuồn cuộn mà cái tầm nó có chục ngàn tỷ trời ơi không biết nó làm tới cái thứ gì luôn á đối thủ của mình như vậy dám chơi không đòn văn hậu ơi quay đầu là bờ em ơi